chào mừng các bạn và các em đến với chương trình Bí mật gia đình. Chương trình này do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng Ajigo của Công ty Ajigomoto tại Việt Nam tài trợ cho chương trình này. Người dẫn chương trình của chúng ta hôm nay là MC Quỳnh Hương. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với trò chơi Bí mật gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống gia đình của chúng ta vốn vẫn ẩn chứa rất nhiều những điều bất ngờ thú vị. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ và làm quen với ba em bé để cùng nhau khám phá những bí mật gia đình rất đáng yêu của các em bé ấy nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để làm quen với các bé trước đã. Chào con, giới thiệu về mình đi nào. Con chào cô Quỳnh Hương, con chào quý khán giả. Con tên là Nguyễn Hồng Bảo Quyên, năm nay con 6 tuổi. Con học trường Phúc Bình, quận 9. Sở thích của con là đi du lịch và ca hát. Nhà con gồm có 4 người, ba con, mẹ con, em con và con. Ba con tên là Nguyễn Văn Hồng, 35 tuổi. Ba con là kỹ sư xây dựng. Mẹ con tên là Dương Thị Hoàng Dung. Mẹ con 30 tuổi. Mẹ con là nội trợ. Hôm nay con đi cùng với mẹ con. Mẹ ơi, ra đây cùng chơi với con. Xin chào chị. Chúng ta hãy cùng làm quen với em bé thứ hai. Chào con. Chào cô Quỳnh Hương. Con giới thiệu về mình đi nào. Chào cô Quỳnh Hương. Chào quý khán giả, con tên là Phú Ngọc Phương Thảo, năm nay con 6 tuổi, con học lớp đá 2, trường mầm non Tư Thục Bé Ngoan, quận Tân Phú. Sở thích của con là múa hát, sau này lớn lên con sẽ làm ca sĩ. Con cũng muốn làm ca sĩ hả? Vì sao con lại muốn làm ca sĩ nè? Hồi nhỏ con đã học múa, rồi lên lớn lên con sẽ làm ca sĩ. Học múa mà làm ca sĩ. Cảm ơn con giới thiệu về ba mẹ một chút đi. Ba con tên là Phú Ngọc Thuấn, năm nay 38 tuổi. Ba con làm tài xế. Mẹ con tên là Nguyễn Thị Thủy, năm nay 31 tuổi. Mẹ con làm công nhân. Thì ngày hôm nay con đến đây chơi với ai? Con đến đây chơi với mẹ. Mình mời mẹ ra nhé. Con mời mẹ ra chơi với con. Chào chị. Chúng ta cùng làm quen với bạn chơi thứ ba. Chào con trai. Chào cô Quỳnh Hương, con chào quý khán giả. Con tên là Trần Ngọc Phú, năm nay con 6 tuổi. Con sắp vào lớp 1. Gia đình con gồm có 5 người: ngoại con, ba con, mẹ con, em con và con. Ba con tên là Trần Văn Đức, làm phòng kinh doanh. Mẹ con là Nguyễn Ngọc Hạnh, đang làm nội trợ ở nhà. Rồi, bây giờ ngày hôm nay con đến chơi với ai nào? Dạ mẹ con. Mình mời mẹ ra nha. Con mời mẹ ra chơi. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với trò chơi Bí mật gia đình và vòng chơi đầu tiên. Thưa quý vị và các bạn, ở vòng chơi này thì các vị phụ huynh đã được vào trong để xoay Rubik và nghe nhạc hoàn toàn tách biệt với không gian của chúng ta bên ngoài. Trong lúc đó, ba em bé ở lại với trường quay và sẽ cùng nhau lần lượt vượt qua ba câu hỏi. Sẽ có hai câu hỏi có đáp án có sẵn, các bé sẽ ghi được 50 điểm nếu có câu trả lời trùng khớp với mẹ. Và sẽ có một câu hỏi mở, các bé sẽ ghi được 100 điểm nếu có câu trả lời trùng khớp với mẹ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước đến câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên của chúng ta sẽ được bắt đầu từ bé Bảo Quyên. Hai bé còn lại cũng lắng nghe câu hỏi nha con. Con sắp vô lớp 1 rồi, có nghĩa là con sắp sửa có đồng phục phải không nè? Dạ. Đồng phục để con mặc đi học đó. Thì mẹ con sẽ làm như thế nào để mua đồng phục học sinh vừa vặn cho con? Thứ nhất là mẹ dắt con theo để cho con mặc thử. Thứ hai là mẹ ước chừng rồi xong mà mẹ mua về cho con mặc thử. Thứ ba là mẹ sẽ đem quần áo của con ở nhà đó, đem theo để ướm thử rồi mẹ mua. Con nghĩ sao? Mẹ con dẫn con theo. Mẹ con dẫn con theo. Dạ. Cảm ơn con. Chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của bạn Phương Thảo nào. Con nghĩ như thế nào con? Mẹ sẽ mua về nhà xong rồi mẹ mặc thử cho con. À, cảm ơn con.
Chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của bạn Ngọc Phú nào. Mẹ mua rồi mẹ mặc thử cho con luôn. Tức là lúc đó con ở ngoài đó hay là mẹ mua về nhà rồi mẹ mới mặc thử? Dạ mẹ mua về nhà. Mẹ cũng sẽ mua về nhà rồi mẹ mặc thử cho con sau ha. Dạ. Cảm ơn Ngọc Phú. Chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ hai. Câu hỏi này được bắt đầu từ bé Phương Thảo nha. Phương Thảo ơi, ba mẹ đi làm bận rộn không con? Dạ có. Thế thì cho cô Quỳnh Hương hỏi con là con sẽ thấy ba mẹ rảnh rỗi vào lúc nào trong ngày? Buổi tối. Buổi tối con thường làm gì? Buổi tối con hay coi tivi. Mẹ con? Mẹ con thì rửa chén. Còn ba con? Ba con á, bắt con lấy nước để mời ba con uống. À, hiểu rồi ha. Hiểu rồi, cảm ơn con Phương Thảo. Chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của bạn Ngọc Phú nào. Con nghĩ như thế nào con trai? Giờ rảnh rỗi gia đình của con là buổi tối. À, ba mẹ con cũng sẽ rảnh rỗi vào buổi tối. À, lúc đó thì gia đình con sẽ làm gì? Dạ, coi tivi. Cả nhà coi tivi à? Dạ. Thế có ai làm việc gì khác không? Dạ không. Ừ, thế chương trình tivi thích nhất của con là chương trình gì? Dạ, đá banh. Đá banh hả? Con biết coi đá banh sao? Dạ biết. Nghĩa hả? Rồi ba con biết coi đá banh không? Dạ biết. Mẹ con? Dạ biết. Giỏi quá, rồi cả nhà đều thích coi đá banh hết, cảm ơn. Bây giờ chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của bạn Bảo Quyên. Con ơi, con thấy ba mẹ con được rảnh rỗi vào giờ nào trong ngày? Dạ buổi tối. Cũng là buổi tối. Thế buổi tối thì gia đình con làm gì? Buổi tối thì mẹ con nấu cơm, cũng ba con hãy sợ con coi tivi. Mẹ con nấu cơm, ba con làm gì? Coi thời sự. Coi thời sự. Coi thời sự ở đâu? Nhà con. Dĩ nhiên, nhưng mà con bằng cái gì á? Cô Quỳnh Hương muốn hỏi là coi, cũng coi tivi hả? Tại vì con nói là ba coi thời sự, còn mẹ coi tivi, còn con coi tivi, thành ra cô Quỳnh Hương muốn hỏi. Vậy nhà con có hai cái tivi hả? À, hiểu rồi. Còn con thì xem thời sự xong rồi con coi hoạt hình. À, cảm ơn con. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ ba. Câu hỏi này được bắt đầu từ bé Ngọc Phú nha. Trong ba cái việc sau đây, cô Quỳnh Hương nghi là ba việc này đều không phải là ba việc dễ thương, đều ba việc đáng ghét đối với chúng ta. Nhưng mà con có bao giờ con nhổ răng chưa? Dạ chưa. Hả? Con xòe răng ra cho cô Quỳnh Hương xem nè. Chưa nhổ răng bao giờ? Con biết nhổ răng nó làm sao không? Dạ không. Khi mà mình nhổ răng là mình nắm cái răng mình lôi ra, tức là nha sĩ sẽ rứt cái răng ra khỏi miệng của mình. Con biết cảm giác nó làm sao không? Dạ không. Con buồn rồi xong. Đứt tay, con có bị đứt tay bao giờ chưa? Dạ rồi. Nó làm sao? Dạ nó đau. Con bị chích thuốc bao giờ chưa? Đi tiêm ngừa rồi đó, bị bệnh xong rồi mình bị tiêm á. Dạ rồi. Nó làm sao? Nó hơi đau đau. Rồi xong, hiểu rồi ha. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ xem là ba cái việc này việc nào sẽ đau hơn cả. Thứ nhất là nhổ răng, thứ hai là tiêm thuốc và thứ ba là bị đứt tay. Cái nào đau nhất? Dạ đứt tay. Đứt tay là đau nhất đúng không? Dạ. Cảm ơn con. Chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của bạn Bảo Quyên nào. Bảo Quyên, ba món đó có món nào con chưa làm qua không? Chưa, có rồi. Nhổ răng con nhổ chưa? Dạ chưa. Chị con biết là nhổ răng nó làm sao không? Đau. Ờ, chắc nó đau ha. Rồi, như vậy thì trong ba món đó thì con sẽ thấy món nào đau nhất? Đứt tay. Đứt tay là đau nhất. Con bị đứt tay bao giờ chưa? Rồi. Vậy á hả? Cô Quỳnh Hương thấy nhiều khi nhổ răng cũng đau dữ lắm luôn á. Ừ. Nha, cảm ơn con. Nhưng mà dù sao đi nữa chúng ta cũng muốn lắng nghe ý kiến của bạn Phương Thảo. Con thấy làm sao? Đứt tay là đau nhất. Đứt tay là đau nhất. Cái điều đơn giản là hình như là ba bạn chưa bạn nào bị đi nhổ răng bao giờ thì phải á. Con có bị nhổ răng bao giờ chưa? Dạ rồi. À rồi hả? Mà thấy đứt tay là đau nhất phải không? Cảm ơn con. Chúng ta đã cùng lắng nghe cả ba câu. Ấy bây giờ sẽ là lúc chào đón ba vị phụ huynh trở lại với trường quay nào. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho mẹ Hoàng Dung. Thưa chị, để chuẩn bị cho cháu vào lớp 1 thì chị sẽ phải mua đồng phục cho con. Như vậy thì chị sẽ làm như thế nào để mua đồng phục cho con được vừa vặn nhất? Thứ nhất là mẹ sẽ đem quần áo của con theo để mẹ ướm thử mẹ mua. Thứ hai là mẹ sẽ dắt con theo để con mặc thử. Và thứ ba là mẹ ước chừng và mua về cho con mặc thử.
Tôi chọn cái đáp án số 3. Đó là bánh chừng mua về cho con mặc. À vậy hả? Thấy con có vẻ hơi thất vọng một chút, bởi vì con nói là mẹ sẽ dẫn con đi theo và mua cho con, cho nên chưa ghi được 50 điểm đầu tiên. Xin được mời mẹ Thủy ạ. Dạ em sẽ dắt cháu đi lựa cho cháu vào cho nó vừa. À thế à? Dạ. Nhưng mà chị đã dắt đi chưa à chị? Dạ, hay là chị dự định? Cũng chuẩn bị nó màu thì em cũng chưa có, nhưng mà dự định là sẽ dắt đi mua cho cháu rồi. Hèn chi cháu chưa đoán đúng, bởi vì cháu lại nghĩ rằng là sẽ mua về cho con mặc thử, cho nên là chưa ghi được 50 điểm luôn. Xin được mời mẹ Ngọc Hạnh. Dạ mình dắt bé đi ạ, đi chọn ạ. Ôi là trẻ con phức tạp. Nếu như mà ba người mẹ đổi câu trả lời cho nhau thì có lẽ là ba mẹ đều được 50 điểm hết. Nhưng trong trường hợp này cả con Ngọc Phú cũng đã nói là sẽ mua về và cho con mặc thử, cho nên chưa ghi được 50 điểm đầu tiên. Như vậy là cả ba người mẹ đều đang ở xuất phát điểm bằng nhau. Chúng ta cố lên. Bây giờ sẽ là câu hỏi thứ hai, được bắt đầu từ mẹ Thủy. Thưa chị, theo chị thì cháu sẽ thấy rằng ba mẹ rảnh rỗi vào lúc nào trong ngày? Dạ buổi tối ạ. Dạ, dạ. Buổi tối, lúc đó dạ. Thì gia đình của chúng ta sẽ dạ. Làm gì ạ? Thì nói chung là ăn cơm rồi quây quần bên nhau buổi tối ạ. Dạ đúng rồi dạ. À quây quần bên nhau buổi tối, mẹ thì rửa chén, ba dạ. Thì bắt con đem nước cho ba uống. Còn con thì coi tivi. Và 100 điểm dành cho gia đình của mình, chúc mừng. Xin được mời mẹ Ngọc Hạnh. Dạ, gia đình rảnh ra buổi tối ạ. Cũng là buổi tối. Thế thì buổi tối thì gia đình chúng ta làm gì ạ? Dạ, xem tivi. Có ai làm việc gì khác không ạ? Dạ, mẹ thì dọn dẹp nhà cửa. Và hồi nãy thì con không nhớ ra là mẹ dọn dẹp nhà cửa, chỉ nói là gia đình sẽ thích xem bóng đá vào buổi tối. Và điều đó sẽ đem đến cho gia đình mình 100 điểm, chúc mừng. Xin được mời mẹ Hoàng Dung, chị nghĩ như thế nào? Dạ, gia đình quay quần vào buổi tối. Cũng là rỗi rảnh vào buổi tối. Thế nhà mình làm gì nào? Dạ, tối thì chiều tối thì ba đi làm về rồi ăn cơm rồi quay quần bên nhau. 100 điểm dành cho gia đình của chị, chúc mừng. Câu hỏi thứ ba sẽ bắt đầu từ mẹ Ngọc Hạnh. Trong ba trường hợp sau đây thì con sẽ có cảm giác rằng là cái trường hợp nào bị đau nhiều hơn? Thứ nhất là chích thuốc, thứ hai là nhổ răng, thứ ba là đứt tay. Thế mời mẹ Ngọc Hạnh. Dạ bé đứt tay ạ. À, vì sao chị không nghĩ là nhổ răng? Nhổ răng cũng đau chứ ạ. Dạ không, bé không có sợ. À, tại vì cháu chưa nhổ răng lần nào đúng không ạ? Dạ có. À, Ngọc Phú con ơi, sao mà nãy con nhất định, con quả quyết với cô Quỳnh Hương là chưa nhổ răng bao giờ. Cô Quỳnh Hương cũng quyết định cho con 50 điểm bởi vì trùng khớp với ý kiến của mẹ. Xin được mời mẹ Hoàng Dung. Dạ như em thì bé là chích thuốc. Vì bé... sao chị lại nghĩ là chích thuốc là đau? Dạ tại bé dẫn bé đi chích thuốc bé sợ. Chích thuốc cũng đau, mà nhổ răng cũng đau, mà đứt tay cũng đau. Nhưng hồi nãy con lại cho là đứt tay đau hơn, cho nên chưa ghi được 50 điểm. Xin được mời mẹ Thủy nào. Dạ cháu chọn phương án là nhổ răng ạ, nhổ răng rất đau ạ. Đau lắm ha. Thế hồi nhổ răng cháu có khóc không ạ? Đã có khóc ạ. Thế chích thuốc cháu có khóc không? Chích thuốc thì cũng khóc, nhưng mà uống thuốc thì cháu không khóc ạ. À uống thuốc thì đâu có khóc, làm gì uống thuốc đâu có đau. Thế còn đứt tay cháu có khóc không ạ? Cũng không ạ, cũng chỉ chút. Như vậy là con chọn sai rồi đúng không? Chích thuốc thì con khóc ít ít, nhổ răng con khóc nhiều, đứt tay con không khóc, mà con lại cho đứt tay là đau nhất, cho nên chưa ghi được 50 điểm. Kết thúc vòng chơi đầu tiên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe số điểm của cả ba gia đình nào. Kết thúc vòng thi thứ nhất, gia đình bé Bảo Quyên 100 điểm. Gia đình bé Phương Thảo 100 điểm. Gia đình bé Ngọc Phú 150 điểm. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với trò chơi Bí mật gia đình và vòng chơi thứ hai. Ở vòng chơi này thì đến được các bé sẽ được vào trong để thư giãn bằng âm nhạc và truyện tranh trong lúc ba vị phụ huynh ở lại trường quay cùng nhau vượt qua ba câu hỏi. Sẽ có hai câu hỏi là câu hỏi mở, mẹ sẽ ghi được 100 điểm nếu có câu trả lời trùng khớp với con.
Và một câu hỏi là câu có đáp án có sẵn, mẹ sẽ ghi được 50 điểm nếu có câu trả lời trùng khớp với con của mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi đầu tiên nào. Câu hỏi này xin được bắt đầu từ mẹ Hoàng Dung ạ. Thưa chị, cháu thì Quỳnh Hương biết là còn bé lắm, nhưng mà ở nhà cháu đã bao giờ phụ ba mẹ được với một chút gì việc nhà chưa ạ? Có ạ. Dạ, làm gì ạ? Dạ thì bé, nhưng bé thấy nhà mà dơ thì bé cũng lấy chổi bé quét. Thế còn việc gì nữa không ạ? Cũng có lúc bé phụ mẹ dọn, như tối ngủ thì bé phụ mẹ dọn mùng mền. Cũng hay quá. Vậy thì câu hỏi của chúng ta như sau: theo bé thì công việc nhà nào là nặng nhọc hơn cả? Bé rửa chén. Rửa chén. Dạ, rửa chén là nặng nhọc hơn cả. Xin được mời mẹ Thủy. Như nấu cơm với lại ấy thì cháu sẽ coi là việc nặng nhọc. Nấu cơm. Dạ. Mình nói chung là làm bếp. Dạ. Xin được cảm ơn. Mẹ Ngọc Hạnh nghĩ như thế nào ạ? Dạ bé sợ lau nhà. À, vì sao cháu lại sợ lau nhà? Tại vì nó rộng. Nhà nó rộng nó lau cực quá ạ. Nhưng mà con đã bao giờ bị bắt lau nhà chưa ạ? Dạ chưa. Cảm ơn chị. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi thứ hai. Câu hỏi này được bắt đầu từ mẹ Thủy nha. Ở nhà ba của bé hay uống thức uống nào? Thứ nhất là cà phê, thứ hai là trà và thứ ba là nước trái cây. Dạ, ba thứ đấy không. Ba thứ, cháu không, ba cháu không uống gì hết ạ? Dạ, không uống, tại vì thường thường nhà chỉ uống nước lọc thôi ạ. Nhưng mà nếu như bây giờ chúng ta chỉ việc chọn một trong ba có khả năng xảy ra thì cháu sẽ phải chọn. Sẽ uống nước trà. Nước trà, cảm ơn. Xin được mời mẹ Ngọc Hạnh. Uống nước trà. Cũng là nước trà. Xin được mời mẹ Hoàng Dung. Ba bé là uống nước trái cây. Nước trái cây. Cụ thể là nước gì chị có thể nói rõ được không ạ? Ba thì hay uống sambo. À, nước trái sambo chê. Dạ, cảm ơn chị. Bây giờ sẽ là câu hỏi thứ ba. Thưa chị Ngọc Hạnh, chị sẽ bắt đầu câu hỏi này. Cháu thường thấy ba chở mẹ đi chơi vào những dịp nào ạ? Dạ, sinh nhật, lễ. Vào những dịp sinh nhật và lễ. Dạ. Vậy thì bây giờ mình chọn một thôi chị ạ. Dạ, lễ. Vào những dịp lễ. Dạ. Cảm ơn mẹ Ngọc Hạnh, mẹ Hoàng Dung. Dạ, buổi tối ba đi làm vậy, ba rảnh thì ba chở mấy mẹ con đi chơi. Cảm ơn ạ. Việc đó xảy ra thường xuyên không ạ? Dạ, cũng thường xuyên. Cảm ơn. Mời mẹ Thủy. Dạ, thường thường thứ bảy, chủ nhật mới là dịp lễ. Thứ bảy, chủ nhật và những dịp lễ. Bây giờ chị chọn một trong hai đi. Dạ, thứ bảy, chủ nhật hay là lễ? Thứ bảy, chủ nhật. Thứ bảy, chủ nhật. Dạ, cảm ơn chị. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chào đón các em bé trở lại với trường quay nào. Câu hỏi này cô Quỳnh Hương muốn bắt đầu từ bé Bảo Quyên nha con. Theo con thì công việc nhà nào là nặng nhọc hơn cả? Dạ quét nhà. Quét nhà hả? Vì sao con lại nghĩ quét nhà là nặng nhọc nhất? Con quét nhà phụ mẹ. Con quét nhà phụ mẹ, đúng rồi. Nhưng mà nếu mà con làm được thì có lẽ là điều đó chưa có nặng nhọc lắm đâu, đúng không? Hồi nãy mẹ nói là rửa chén phải không chị? Rửa chén cho nên chưa ghi được 100 điểm. Xin được mời con Phương Thảo, con nghĩ như thế nào? Thấy mẹ làm những việc ở nhà đúng không? Thì những cái việc gì mà con thấy là cực nhọc hơn cả? Con giúp mẹ rửa chén. Con giúp mẹ rửa chén và con thấy việc đó cực lắm hả con? Thật ra chắc là không có cực bằng nấu cơm đâu con ơi. Không có cực bằng làm bếp đâu. Cho nên nó là cũng chưa ghi được 100 điểm cho con rồi. Thế còn con nghĩ là việc nhà nào là cực nhất? Dạ lau nhà. Vì sao vậy? Dạ lau nhà. Nó lau. Nó lau lắm hả? Nhưng mà cái quan trọng là ai lau? Dạ mẹ lau. Vậy con có thấy gì không cực nhọc? Bao giờ con phụ mẹ lau được nha. Thì cô Quỳnh Hương sẽ chúc mừng con, bởi vì con sẽ là một cậu bé rất là giỏi biết phụ mẹ. Nhưng bây giờ thì cô Quỳnh Hương sẽ chúc mừng con trước, bởi vì con đã được 100 điểm nữa. Chúc mừng con. Chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ hai. Câu hỏi này được bắt đầu từ bé Phương Thảo nào. Con ơi, con có để ý rằng là ở nhà đó, ba thường hay uống nước gì hơn cả? Nhiều hơn hết trong ba món sau đây. Thứ nhất là nước trái cây, thứ hai là cà phê và thứ ba là trà con ạ. Ba con thích uống cà phê. Vậy á hả? Uống mỗi sáng không? Uống buổi tối. À vậy hả? Uống buổi tối cho thức chơi vậy khỏi ngủ phải không?
Vậy mà mẹ không biết đó. Mẹ tưởng ba thích uống nước trà nhiều hơn, cho nên cũng chưa ghi được 50 điểm rồi. Chúng ta cùng đến với lại bé Ngọc Phú nào. Con dạ nghĩ trà. Sao? Dạ trà. Vì sao con lại nghĩ là ba uống trà nhiều hơn? Dạ tại vì ở nhà con thấy ba uống nước trà. Ồ, mình thấy thì mình nói, tại vì mẹ thấy mẹ cũng nói, cho nên lại tiếp tục có 50 điểm dành cho gia đình của con. Chúc mừng con. Chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của bạn Bảo Quyên. Bảo Quyên ơi, còn con thì con chọn gì? Con trả lời đi con không được suy nghĩ lâu như vậy. Mẹ không được giúp con đâu, trong trường hợp này mẹ giúp con không được rồi. Con cố lên đi, con chọn một trong ba thôi mà. Con thấy ba uống hay uống gì nhất? Uống nước rồi anh nhà, uống nước ấy là nước suối thôi. À, uống nước suối hả? Nhưng mà nếu ngoại trừ nước suối ra ha, thì ba có hay uống nước trái cây không? Ba có hay uống nước trà không? Hay là cà phê không? Trà. Chắc là trà hả con hả? Thực ra cái chữ trái cây nó lớn lắm. Trong trái cây nó có trái saboche nè, có trái bơ nè, có trái dâu nè. Ba lâu lâu ba uống sinh tố saboche đúng không? Cho nên mẹ nghĩ là ba uống nước trái cây chưa ghi được 50 điểm rồi. Mình còn câu hỏi cuối cùng, và câu hỏi này xin được bắt đầu từ bé Ngọc Phú nào. Con thấy ba thường hay đưa mẹ đi chơi vào những dịp nào? Dạ mùa hè. Mùa hè. Chứ ngày bình thường không đi chơi được hay sao? Dạ có. Thế những ngày lễ? Dạ có. Rồi, nhưng mà hồi nãy thì mẹ lại nói ngày lễ, còn con nói mùa hè, cho nên chưa ghi được điểm trong câu hỏi này. Chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến của bạn Bảo Quyên. Bảo Quyên, ba thường hay đưa mẹ đi chơi vào dịp nào? Mùa hè là hè của con, chứ hè của ba mẹ đâu mà tới hè ba mẹ mới đưa con đi chơi được. Tức là ba chở mẹ mà con. Thế bây giờ cô Quỳnh Hương hỏi, mỗi tối ba về ba có hay chở mẹ con đi chơi không? Dạ. Câu trả lời của con và của mẹ chưa có khớp với nhau, và lại chưa có được 100 điểm cho câu hỏi này. Bạn Phương Thảo, bạn nghĩ như thế nào? Ba thường chở mẹ đi chơi vào những dịp nào? Thưa cô Quỳnh Hương, đi thưa thầy. Không phải là đi đâu mà là đi vào lúc nào, đi vào những dịp nào. Tức là những cái lúc nào thì ba rảnh rồi ba chở mẹ con đi chơi nè. Khi nào chứ không phải là đi đâu. Con trả lời đi. Ba nghĩ ba sẽ chở mẹ con đi chơi. Lúc nào ba nghĩ? Ba con ngày làm ngày nghỉ. À, cô Quỳnh Hương hiểu rồi. Là ngày làm ngày nghỉ, vậy thì những ngày nghỉ thì ba chở mẹ con đi chơi đúng không? Như vậy là cũng chưa trùng khớp ý kiến của mẹ, bởi vì mẹ nghĩ là chỉ có ngày thứ bảy chủ nhật ba mới rảnh ba chở mẹ đi chơi thôi, và chưa ghi được 100 điểm rồi. Kết thúc cả hai vòng chơi, chúng ta sẽ cùng lắng nghe số điểm của cả ba gia đình nào. Kết thúc vòng thi thứ hai, gia đình bé Bảo Quyên 100 điểm, gia đình bé Phương Thảo 100 điểm. Như vậy các hai gia đình sẽ rời khỏi cuộc chơi và mỗi gia đình sẽ được 1.500.000 đồng tiền thưởng. Riêng gia đình bé Ngọc Phú, 300 điểm sẽ được 2 triệu đồng tiền thưởng và bước vào vòng đặc biệt. Xin chúc mừng bé Ngọc Phú. Mỗi gia đình khi đến chơi ngày hôm nay sẽ nhận được một giỏ quà từ phía nhãn hàng Achingon, công ty Ajinomoto Việt Nam. Và ngoài ra, chú heo Achingon rất đáng yêu này cũng sẽ theo chân các bạn nhỏ về nhà. Xin được cảm ơn cả ba gia đình cùng đến đây chơi ngày hôm nay. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với trò chơi bí mật gia đình và vòng chơi đặc biệt. Quý vị và các bạn thân mến, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là các thú vui, các sở thích của các bé trai. Và trong vòng 30 giây thì hai mẹ con của bé Ngọc Phú sẽ phải chọn ra những cái hoạt động nào con thích hơn để ở ô số 1, số 2 và số 3. Những hoạt động nào con không thích bằng, con sẽ để ở ô số 4 và ô số 5. Khi mà con đã hoàn thành xong cái việc chọn lựa rồi mà còn dư thời gian thì Phú có thể chạy ra phía trước và dùng điệu bộ cử chỉ để mà tả cho mẹ biết là con chọn cái gì để mẹ kịp sửa nha con nha. Một ô hình giống nhau, hai mẹ con sẽ ghi được 500.000 đồng tiền thưởng. Hai ô hình giống nhau 1 triệu đồng, ba ô hình giống nhau 1.500.000 đồng. Và bốn ô hình giống nhau có nghĩa là năm ô hình đã giống nhau và
sẽ ghi được đến 5 triệu đồng tiền thưởng dành cho hai mẹ con. Bây giờ cô Quỳnh Hương sẽ cho con bộ hình này, mẹ bộ hình này. Con đừng mở lên liền, mẹ qua bên kia đi ạ. Rồi bây giờ hai mẹ con mở ra xem qua cả 5 cái hình đi ạ. 30 giây, bắt đầu. Nhanh lên con. Đừng hối, đừng hối. Rồi ra tả cho mẹ đi con. Một. Rồi. Hai. Ba. Rồi hết giờ. Xin mời mẹ. Trò chơi mà Phú thích nhất đó là trò chơi cầu tuột. À, mẹ có biết không? Cầu tuột. Thứ hai là chơi xây lâu đài cát. Lâu đài, cái này của con thì con để ở vị trí này. Và như vậy thì hai mẹ con chỉ ghi được một hình giống nhau mà thôi. Như vậy tổng cộng tất cả các vòng chơi hai mẹ con đã ghi được số tiền thưởng là 2.500.000 đồng. Và ngoài ra thì bé Phú và hai bạn cùng chơi sẽ nhận được mỗi bạn một cái áo thun có hình bí mật gia đình nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau mời gia đình mình lên và hai gia đình của các bạn cùng chơi lên cùng chia vui với con nào. Mai ấm gia đình à, chi công ty trả lương cho các anh chị là để làm việc cho công ty chứ đâu phải là để chơi game online để trở thành kiếm khách giang hồ. Tiểu muội à, tiểu muội thiếu gì vậy? Ai ăn gì ăn? Ăn không hộp nữa không? Không. Đi ăn gì? Bánh mì. À. DVD siêu thị cười hiện được trung tâm dịch vụ truyền hình phát hành tại các đại lý và nhà sách trong thành phố. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 8299045. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Bí mật gia đình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng phối hợp với công ty Đông Tây thực hiện với sự tài trợ của nhãn hàng Achingon, công ty Ajinomoto Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào 7 giờ tối thứ ba hàng tuần trên sóng HTV7. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.